Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Một chiếc xe Vespa thì từ trước đến nay nó vẫn luôn là một cái biểu tượng thời trang trong cái giới xe máy của Việt Nam. Và cái chiếc xe này thì nó không chỉ mang cái gọi là biểu tượng văn hóa của nước Ý, mà nó còn đem lại rất là nhiều những cái điều đặc biệt khác mà nếu như mà chúng ta so sánh với cả những cái chiếc scooter khác. Và ngày hôm nay thì Đường Hai Chiều đang có ở đây chiếc Vespa GTS Supertech. Cái chiếc xe này thì như các bạn đã thấy là nó cũng đã được độ gọi là khá đồ chơi rồi. Vậy thì chiếc xe này nó có cái gì thú vị thì cùng xem video nhá. Bắt đầu thôi. Vespa 300 phân khối thì có thể nói là cái dòng xe duy nhất mà được gọi là đóng biển A này, gọi là phân khối lớn này, mà được sản xuất tại Việt Nam. Chính vì vậy nên là đầu tiên mình sẽ phải nhắc đến cái mức giá của cái chiếc xe này. Như cái chiếc Supertech mình đang có ở đây thì cái mức giá của nó được bán ngoài hãng là khoảng 155 triệu. Nhưng cái mức giá đấy thì mình thấy là tương đối là dễ tiếp cận và cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Nếu như mà so sánh ra với những cái chiếc xe mà gọi là ngang ngang phân khúc dung tích xi lanh nó cũng gần như thế, ví dụ như là BMW C400X hay là Honda SH300i thì cái mức giá của nó bán ra chính hãng nó sẽ phải gần 300 triệu đồng, rất là cao. Chính vì vậy là với cái mức giá chiếc xe này mình cảm thấy rất là dễ tiếp cận. Đây là một cái điểm mà cũng rất là đáng nói khi mà nhắc đến cái dòng xe Vespa 300 phân khối của Piaggio. Dòng Vespa GTS thì nó sẽ có một cái kích thước tổng thể gọi là có phần lớn hơn so với cả những cái dòng Vespa khác, ví dụ như là Sprint hay là Primavera hay là LX. Và kể cả những cái phiên bản 125 phân khối hay là phiên bản 300 phân khối thì dòng GTS này sẽ có kích thước gọi là tương đương nhau. Và bên cạnh cái việc là kích thước nó lớn hơn thì cái dòng GTS này nó cũng sẽ có những cái trang bị gọi là có phần nhỉnh hơn so với cả những cái dòng Vespa khác. Ví dụ như là ở trên GTS chúng ta sẽ có phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau và được tích hợp ABS 2 kênh. Cũng như là cái hệ thống giảm xóc sau thì sẽ là hệ thống giảm xóc đôi, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe chạy ổn định hơn. Và đặc biệt là khi chúng ta đổ cua thì nó sẽ đem lại một cái sự ổn định tốt hơn so với cả những cái dòng xe sử dụng lò xo đơn. Ở cái phiên bản GTS Supertech thì nghe đến chữ tech thôi, chúng ta đã có thể hiểu được cái chiếc xe này phần nào nó sẽ được trang bị những cái gọi là công nghệ xịn sò hơn, hiện đại hơn so với cả những cái chiếc Vespa khác. Và đúng như vậy, cái điểm nổi bật nhất của cái chiếc Supertech này có thể nói đến là cái mặt đồng hồ hiển thị. Nó sẽ là một cái màn hình TFT có màu, kích thước của nó thì không lớn đâu, nhưng mà nó đủ dùng. Và cái trên cái màn hình này thì nó hiển thị đầy đủ rất là nhiều thông tin. Nó có thể can thiệp được, tùy chỉnh được các cái thông tin hiển thị ở trên cái mặt đồng hồ này, cũng như là có thể thay đổi được giao diện, thay đổi được phông nền sáng tối tự động theo cái điều kiện ánh sáng. Và hơn nữa thì khi mà chúng ta kết nối cái chiếc xe này với cả app điện thoại thì nó có thể có navigation, tức là có dẫn đường và hiển thị ngay ở trên cái phần mặt đồng hồ này. Đây là một cái điểm mà mình thấy khá là nổi bật và khá là hay của chiếc Supertech nếu như mà so sánh với cả cái mặt đồng hồ kim số analog gọi là truyền thống ở trên những cái chiếc Vespa khác. Và đây cũng là một cái trang bị mà nó tăng cái tính cạnh tranh của chiếc xe này lên khi mà so sánh với cả những cái dòng xe khác cùng phân khúc mà thường thì đến từ châu Âu. Còn ở Nhật thì có lẽ là sẽ không thường thấy những cái trang bị như thế này. Cái tư thế ngồi của chiếc Vespa GTS Supertech thì có lẽ là theo mình thì mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với cả phần lớn cái thể hình của người châu Á nói chung. Cái phần yên xe này thì nó có chiều cao yên là khoảng tầm 790mm, tức là nếu như mà nói về thông số thì nó còn thấp hơn cả SH. Tuy nhiên thì do cái phần thân xe nó bè ngang này và cái phần yên xe này nó cũng làm rất là rộng và bè ngang. Chính vì vậy cho nên là cái việc chống chân chiếc xe này nó cũng không phải là dễ dàng gì. Như cá nhân mình đây, cao 1m82 và cái việc nó như chống hai chân lên thì cũng không thể nào chậm dẫm hoàn toàn cái phần bàn chân xuống đất được, nó phải kiễng gót lên. Và với cái thể hình của người châu Á nói chung hoặc là người Việt Nam nói chung thì cái việc mà để điều khiển cái chiếc xe này hay là để xoay sở với cái chiếc xe này có thể là không được dễ dàng cho lắm. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình, cái tư thế ngồi của chiếc xe này nó lại đem lại một cái sự thoải mái cực kỳ tốt. Cái phần tay lái này làm rộng và đặt cái tầm cao của nó vừa đủ và nó cho mình một cái tư thế ngồi rất là thẳng lưng, rất là dễ chịu và cho một cái độ tự tin nhất định khi mà điều khiển chiếc xe này. Cái phiên bản GTS Supertech này là cái phiên bản Vespa 300 phân khối, chúng ta đều biết rồi. Tuy nhiên thì cái khối động cơ 300 phân khối được đặt ở trên cái chiếc xe này đó là động cơ HPE.
Thì cái động cơ HPE này nó là một cái động cơ mới, có thể gọi là động cơ mới, và nó được tinh chỉnh lại dựa trên cái động cơ Quasar cũ. Như những cái chiếc ví dụ như là GTS Super Sport này hay là GTS Touring thì nó vẫn là sử dụng cái động cơ Quasar cũ, nhưng mà trên những cái phiên bản ví dụ như là Supertech hay là cái chiếc phiên bản đặc biệt Sejioni thì nó sẽ được sử dụng động cơ HPE mới. Và cái khối động cơ HPE mới này thì nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm gọi là vừa bốc hơn và vừa êm hơn so với cả động cơ Quasar cũ. Nếu như mà nói về thông số thì cái động cơ Quasar cũ của Vespa trên những cái chiếc Vespa mà mình vừa kể tên, Super Sport và Touring, thì nó sẽ có một công suất cực đại là khoảng tầm 21, gần 21 mã lực. Thì ở trên cái phiên bản HPE này nó đã được nâng lên là khoảng 23,5 mã lực, tức là mạnh hơn 2 mã lực so với cả những cái phiên bản cũ rồi. Và theo những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì đúng là cái khối động cơ HPE này ở trên chiếc Supertech thì nó đem lại một cái trải nghiệm, thứ nhất là nó bốc hơn và nó êm hơn, và đặc biệt là nó yên tĩnh hơn so với cả cái động cơ Quasar cũ. Nếu mà nói về gia tốc thì cái chiếc xe này sẽ tăng tốc từ 0 đến 60 km/h tương đối là tốt, và sau đấy thì từ 60 đến khoảng tầm hơn 80 km/h thì cái gia tốc của nó mình cảm thấy là cũng tương đối ổn. Và thậm chí là khi mà chúng ta đã chạy khoảng tầm 100 trên 100 cây/h rồi thì nó cũng sẽ không tỏ ra là bị gằn hay là bị rung, tức là nó sẽ không tỏ ra một cái gì đấy lên khối động cơ này nó đang bị quá sức. Tất nhiên với khối động cơ 300cc thì khi mà chạy ở cái giải tốc độ khoảng tầm 100 hơn 100 km/h một chút thì nó cũng sẽ không có gì gọi là quá sức đối với khối động cơ này cả. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý lại một chút thì đây là một chiếc scooter, một chiếc xe tay ga, và một cái chiếc xe tay ga thì thường sẽ sử dụng hộp số vô cấp CVT. Tuy nhiên thì hộp số vô cấp này nó sẽ không giống như ở trên ô tô, đó chính là được điều khiển bằng máy tính mà nó sẽ hoàn toàn sử dụng cơ học, tức là nó sẽ sử dụng lực ly tâm. Cái này thì mình sẽ nói kỹ hơn ở một cái video khác. Tuy nhiên là mình sẽ muốn nói rằng ở trên một chiếc xe tay ga chúng ta sẽ rất khó để mà đánh giá được cái gia tốc, thời điểm gia tốc, sức kéo tốt nhất dựa vào cái tốc độ hiện ở trên đồng hồ. Bởi vì đây không phải là cái quyết định được là chiếc xe nó đang hoạt động như nào, mà chúng ta sẽ phải dựa vào cái việc là cái giải vòng tua đang hoạt động của cái động cơ đấy nó đang là ở bao nhiêu. Cái chiếc xe này thì sẽ không có đồng hồ báo vòng tua, cho nên là mình cũng sẽ không thể đưa được những đánh giá mà nó chi tiết và nó chuẩn xác nhất được. Đóng góp vào một phần những cái trải nghiệm thú vị của mình với cái chiếc xe này thì có lẽ cũng là nhờ vào việc anh chủ xe, anh cũng đã thay cái hệ thống ống xả của chiếc xe này thành một hệ thống ống xả của Aquapovic. Đây là bố xịn nha các bạn nha, không phải bố fake nhá. Và cái chiếc xe này thì khi mà thay ống xả vào xong thì đúng là thực sự nó đã chạy thoáng tay hơn rất là nhiều nếu như mà so sánh với cả chiếc xe zin. Và đặc biệt là cái bô này đã được lắp một cái hệ thống tiêu âm nghe cực kỳ là văn minh. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ thích ở trên cái chiếc xe này. Cái phong cách độ bô của chiếc xe này là mình cảm thấy cực kỳ là hay. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta thay một cái một cái hệ thống bô mới, chúng ta vừa được cái mặt thẩm mỹ đẹp hơn này, vừa được cái mặt hiệu suất tốt hơn này. Tuy nhiên thì với một cái hệ thống bô như này, nó vẫn giữ lại được cái nét văn hóa và tình cảm hàng xóm láng giềng. Cái ống xả độ mà được trang bị ở trên cái chiếc xe này thì thực sự là cái âm thanh của nó phát ra nó chỉ gọi là to hơn với cả bô zin một tí xíu thôi, mà nghe cực kỳ là dễ chịu. Và tiếng bô sẽ được gửi đến các bạn trong 3, 2. Vespa thì vẫn được người ta hay nói đùa là một cô gái mông bự, tức là cái phần trọng tâm của chiếc xe thì sẽ được dồn nhiều về phía đằng sau hơn. Thì cái điều này nó cũng sẽ làm cho cái việc là điều khiển chiếc xe nó có phần gọi là hơi khó khăn hơn một chút đối với những ai mà chưa thực sự quen xe. Thực sự thì khi mà chạy một cái chiếc xe Vespa 300 phân khối ấy, thì theo mình cái niềm vui nó sẽ đến từ cái sức kéo, từ những cái cú tăng tốc vượt xe dứt khoát và tự tin, chứ không phải là ở cái việc mà chạy chiếc xe này ở cái giải tốc độ cao theo cái kiểu gọi là đua bơi. Với cái chiếc xe mình đang có ở đây thì anh chủ xe anh cũng đã thay hoàn toàn lại dàn chân này, hệ thống phanh Brembo này và cặp lốp Michelin Grip, cho nên là khi mà chạy cái chiếc xe này hay là khi úp cua thì cũng phần nào cảm thấy gọi là yên tâm hơn so với cả xe nguyên bản. Tuy nhiên thì cái hệ thống giảm sóc độ này lại có phần hơi cứng quá, cho nên là khi mà đi qua đường xấu nhiều khi có thể bị nảy cả xe lên chứ không được gọi là quá êm ái. Và nói qua một chút về đồ chơi được lắp ở trên cái chiếc xe này, thì cái chiếc xe này như các bạn thấy là phần lớn đồ chơi của nó đều được đến từ thương hiệu Zelioni. Gọi là hệ thống giảm sóc này, rồi mâm xe này, rồi gương này. Rồi đây, một cái điểm rất là văn minh, đó chính là cái gác chân dành cho người ngồi sau. Thì cái gác chân này nếu như mà các bạn đã đi Vespa, các bạn biết Vespa thì các bạn sẽ hiểu là cái gác chân zin nguyên bản của cái chiếc xe này nó tương đối là khó chịu và thiết kế nó cũng không được thông minh cho lắm. Thì cái việc thay đổi cái hệ thống gác chân như thế này nó sẽ giúp cho người ngồi sau cảm giác là nó thoải mái rất là nhiều. Đây là một cái trang bị mà mình thấy là anh em mà chơi Vespa là hay thay này. Và nếu như các bạn không biết thì Zelioni nó là một cái thương hiệu chuyên làm đồ chơi cho xe scooter.
chuyên làm đồ chơi cho dòng xe Vespa và nó đến từ Đài Loan. Cái tiền đồ mà lắp lên cái chiếc xe này thì có lẽ là mình sẽ không dám đề cập ở đây, bởi vì ông anh mình có nói là nếu như mà nói hết tiền độ xe ra thì vợ anh ấy giết anh chết. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc Vespa GTS Supertech 300 phân khối này? Khi mà các bạn mua một chiếc Vespa thì các bạn sẽ luôn luôn mua được cái phong cách. Chiếc Vespa nó luôn luôn mang trong người nó một cái gì đấy, nó gọi là đậm cái nét văn hóa, và nó là một cái biểu tượng thời trang. Cho nên là khi mà chạy một chiếc Vespa thì cái người chạy luôn luôn cảm thấy là rất là đẹp trai. Cái thứ hai đó chính là cái chiếc xe này như các bạn đã thấy thì nó sẽ rất là dễ độ, rất là nhiều đồ chơi, và chúng ta có thể tùy biến được chiếc xe của mình tùy theo nhiều phong cách khác nhau, và nó vẫn sẽ đem lại được một cái sự sang trọng, một cái sự lịch sự ở trên chiếc xe này. Cái thứ ba đó chính là cái khối động cơ của chiếc xe này thì mình cảm thấy tương đối là hài lòng, đặc biệt là để phục vụ cho cái điều kiện di chuyển ở trong phố xá, ở trong nội thành, thì đối với mình cái khối động cơ 300 phân khối này ở trên một chiếc scooter như là chiếc Vespa GTS thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Nó đáp ứng được đầy đủ tất cả những nhu cầu, nó nhanh nhẹn và nó thú vị hơn, không nhàm chán như những chiếc xe 150 phân khối khác. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Liệu là mức tiền 155 triệu bỏ ra để mua chiếc xe này nó có đắt hay không? Thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share như là subscribe Đường Hai Chiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.